Như các bác đã biết thì ở trên thị trường anh em hay chọn lựa về những dòng condo U cao và condo U hạ ngắm để anh em chơi cành 20 inch. Thì hôm nay để anh em chơi cành 14 inch có thể là sử dụng được luôn. Thì mọi người với mọi người thì hôm nay em nhập về cái khung U Talon này để phù hợp với tất cả mọi người nhé. Đấy. Thì em xin chào tất cả anh em đam mê. Em là Sô Minh Thảo, em đang sử dụng là hai cái số điện thoại hiển thị trên bảng tên. Ship hàng em ship đó là COE đồng kiểm toàn quốc. Em bày khung ra như này không phải là em bán mỗi khung đâu, mà thật ra em bán cả van bình kính giảm khung cảnh nữa. Còn anh em nào mà thích lên đầy đủ một cây, em cũng có bán đầy đủ hết. Condo U này, condo thẳng, condo Talon, condo Z hay là dòng Epic. Đấy, bên em thì em bán cả hết cho tất cả anh em, từ cái cấu hình rẻ, trung, cao bên em đều có. Mọi người có thể là quan tâm em bằng cách là bấm nút đăng ký kênh bên góc phải, màn hình của quý vị ở đây. Đấy, mọi người truy cập vào cái phần video ấy thì mọi người ở đấy em đã làm một số video bài test rồi, nên anh em có thể tham khảo ở bên đấy nhá. Ship hàng em ship đó là COD hoặc là gửi xe. Anh em nào mà anh em nào gần thì anh em có thể gửi xe để cho nhanh. Với cả bây giờ gửi hàng đi rất là khó, nên là gửi xe được vẫn là tốt nhất. Cho anh em vẫn là tốt nhất nhá. Vừa nhanh, vừa gọn, vừa an toàn. Đấy, đấy là cái tiêu chí ở bên em. Đấy, thì trước mặt các bác đây. Thì hôm nay là em nhập được cái U Talon này về. U Talon đây các bác nhá. Cái tổng thể cái chiều dài của cái này, con này nó chỉ dự đây bềm thôi. Đây các bác nhá, nó sẽ rơi vào 35 cm này. Đây. Tổng chiều dài rơi 35 cm, anh em lắp giảng thanh. Lắp giảng thanh lắp van mình vào thì nó sẽ rơi vào 70 cho đến 75 cm thôi, rất là nhỏ gọn. Cái này anh em chơi cành 12 inch, cành 14 inch là đẹp nhất. Khung đấy thì nói về cái đấy là cái phần về phần chơi, còn về chất lượng khung thì sao? Đấy, chất lượng khung thì người có thể nhìn và đánh giá nhá. Đấy, sơn thì ở đây là sơn, là sơn lì, sơn lì bóng. Đấy, tem là tem chống hàng giả các bác nhá, tem này tem chống hàng giả. Cái này thì là khung em nhập. Đấy, đây em cho mọi người xem. Chữ này, iForcare XS884 không cho. Từ đầu đến cuối rất là đẹp, không có một chút ba bia nào. Đấy, anh em chú ý là cái này là anh em chơi Talon, anh em chơi có dây như này nhá. Còn cái U, anh em làm một đòi hỏi là U Talon mà còn hạng ngắm nữa thì là theo em không phải là không có người chơi, mà là chắc phải 100-200 người hỏi thì may ra có một người chơi, nên là cái đấy nó không được thông dụng cho lắm. Đấy, chợ anh em chơi cái này, cái Talon này hoặc là chơi hạ ngắn, cái dòng U này thì nó ngắn gọn rồi, thì nó đã gọn sẵn rồi, cảm giác nó đã gọn và nó hầm hố rồi. Đấy, thì đi kèm của một bộ khung này thì khi anh em mua một bộ khung thì nó sẽ bao gồm cả co, cả co này, cả ốc định tâm, các cái con ốc định tâm để anh em bắt vào. Còn ví dụ các bác mà muốn mua combo khung thì cái đấy thì lại là khác nha các bác nhá. Combo khung là khung của ruột tay cầm thì lúc đấy là lại tính cái kiểu khác. Đấy, thì hiện tại là một bộ khung như ở trên hình này em đang bán này, em một bộ khung cò. Đấy, khung cò này em bán là 1,2 triệu, hàng chuẩn nhập các bác nhá, 1,2 triệu, rất là đẹp. Đấy, thì hôm nay thì cũng có một cái câu chuyện rất là hài hước, phải nói là như vậy. Tại vì là khi cái anh đấy nó anh ấy bảo là em muốn mua bộ khung cò. Thì em cũng báo giá 1,2 triệu xong thì anh ấy bảo là sao đắt thế, anh bảo em là sao đắt thế, cả một bộ combo khung 1,4 triệu
combo khung của ruột tay cầm 1.4 triệu các bác ạ. Combo khung của ruột tay cầm 1.4 triệu mà anh này bảo thì mà khung của 1.2 triệu anh bảo là đắt, bên em mà đắt. Đấy, thì em cũng chưa không biết là anh em chơi cái khung combo khung cái kiểu gì mà chơi combo khung 1.4 triệu, không biết là có phải là hàng cũ hàng qua sử dụng không. Đấy, các bạn anh em thế này anh em chú ý nhá, nói chung là tiền nào của lấy các bạn, tiền nào của lấy chứ bên em không bán, không phải là bán đầu theo đầu dê bán thịt chó á, hàng bán hàng là đúng chất lượng để cho anh em về chơi. Đấy. Rồi thì video của em đến đây là kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái chương trình lần sau nhé.